before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to exist, what was I? Dhamma friends and practitioners, we practice meditation. The maintaining the Tao, Tao will lead practitioners to go to the true knowledge and the right knowledge. The true knowledge or right knowledge different than our knowledge. Because of the illusion, because the knowledge in false knowledge, illusion knowledge, the Buddha, the Padua, they have different the like opposites of the false knowledge, said that the right knowledge or the true knowledge. The patriarch have the example like the right absolute complete knowledge. None have dualism, don't have subjective, don't have the objective. We are in knowledge. Our knowledge always raising the discrimination between the dualism, between the subjective and objective. Then we think that the quiet or the absolute emptiness, the absolute emptiness that objective and the subject, we the knowledge is the object. The object know that subject, the subject know that the object, so that the not right knowledge. The patriarch give example like hand holds a thing, the hand hold a thing, the thing that absolute emptiness, the thing that that's the quiet, that's still subjective and objective, but not the right knowledge, not the right absolute complete knowledge. The absolute complete knowledge, non-dualism, don't have subject, don't have objective. And go more step, like no, that's the objective, no objective, we just know subjective, subjective, just like the hand hold become a pun of hand, make a pun of hand, so they losing the using of hand, instead of using, losing the fundamental function, losing the function of the hand. So that's still not the right absolute complete knowledge. Still in the subjective. You have to relieve object, still release subject, we will recall the right knowledge. And the method of practice, just add a question, maintain now. Maintain now, we will find out the right knowledge, the true knowledge. And the right knowledge, the true knowledge, not the dualism, the subjective, objective, mean that at that state, we will know who we are. We know what we are. Now, the example like people who drinking the water, hot or cold, they know clearly, know that. Just practice. Xin thưa quý thầy, quý sư cô,
cùng toàn thể biên bạn đồng tham. Nay chúng ta bước vào ngày thứ năm của tuần thiện tháng 1 năm 2024. Thì trong suốt 7 ngày, chúng ta biên mặt trên sự công phu. Tại công phu đó là chánh. Tham thiền công phu là chánh. Mà công phu như thế nào? Đề thoại đầu khởi nghi tịnh. Cho dù là thoại đầu không có liên tục, không có miên mật, mà ở thiền đường tự động quy củ nó sẽ khép vào chúng ta cái liên tục miên mật. Và nhờ cái quy củ của thiền đường, nhờ cái lời của Phật, lời của chư tổ và cái hình ảnh của đại chúng bạn đồng tu, giúp cho công phu của mình một ngày nó một miên mật hơn. Và miên mật thì sẽ tin tự tâm hơn và rõ tất cả những cái lời Phật, lời tổ hơn nữa. Thì chú trọng là dụng công thực hành. Ví dụ thời đầu mình chọn trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi xưa nay của ta ra sao. Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi xưa nay của ta ra sao. Hỏi rõ ràng, không có quá nhanh, không quá chậm. Like? Mình tự điều chỉnh so nếu mà tâm mình quá căng thẳng, nó quá fast, nhiều vọng tưởng, slow, quá nhiều sự phân biệt, just những ask cái áp lực, normally, những cái vấn đề clearly, trong cuộc sống hàng ngày nó cứ luôn luôn kéo mình đi, nhận mình xuống. So with trong other sự practice, lo âu, phiền não, or habits, vấn đề rõ ràng, chậm rãi, discrimination, hết sức rõ ràng, chậm, the càng mind of chậm, discrimination, mà không bao giờ ngưng. Mười giây một chữ cũng why mà không bao giờ ngưng. Kind of, nếu mà đưa đến chúng ta không trầm, worries, thì chúng ta giống như là đến chỗ quá thanh tịnh, affliction, có thể nhiễm ở trong cái thanh tịnh, thì mình phải lìa chỗ thanh tịnh nó liền á, mà hỏi so nhanh, even rõ ràng, nhanh. When we encounter states, khi chưa like có at peace, trời đất, ta là cái gì? Ví dụ mình chọn cái câu đó, chọn lấy cái câu mà trước khi cha mẹ chưa sanh, affliction, mũi, we like states, then if we ngày attach đêm to sớm tối, không có sợ mình mất that ngủ, is not, không có sợ gì. Có khi mình thấy mình that's không có not ngủ, good nhưng mà so we need sáng to keep ngày không thấy mệt. Asking the question. Đó là cái tự nhiên. To Chỉ tham give thiền rise to the mục doubt. đích là giữ nghi tịnh. So Để our thoại đầu phải practice, nghi tịnh, giữ nghi tịnh. Giữ the đến khi nào purpose đến thoại đầu câu is hỏi to được mất. maintain the doubt. Tại vì nó là cái sở tham, đến bản tham thì cái so thoại đầu câu hỏi được mất. In the beginning, tự động không phải tác ý with làm all the cái gì. proper doubt, tức là cái but phương pháp tham eventually thiền ta là get to nó be lìa too doubt. năng sở. Lìa năng sở. Chúng ta hiện tại đang So, trụ trên năng sở. in this way, Do năng và sở, we will do cái niệm phân biệt việc tương đối. Leave the cho nên relative. một chút lấy đủ thứ. We Phiền will khổ, khổ đau. Leave the subjective trước. Objective point of view. Nhà Huyền Giác Đại Sư có cái bài kệ, bốn cái bài kệ để so, dụ cho cái chỗ này. Cái so, tri kiến sai lầm của mình. Huyền Và cái which is chánh the biến Zen trì master, của tự tánh. Thì he ở trong has cái bài kệ này, the four verses. Ngài Huyền Giác dụ cái vô duyên tri, tức là cái tri của tự tánh. Vô duyên tri là so, cái tri he không có used nhân the duyên đối vô đãi, duyên tri, còn which is mình là cái tri trên cái nhân duyên đối đãi, có năng, có sở. The true knowledge, Thì cái bài thứ nhất, which is dược nhĩ the knowledge tri of tri the tịch, thử phi vô duyên enlightened tri, one. Như thủ chấp như ý, phi vô như ý thủ. So tức I là don't think I nếu mà can lấy cái tri để tri cái tịch explain lặng, word by verse. thì đó không phải là cái vô duyên tri. Nói vô duyên tri là cái tri của The tự tánh, verse, là I tri của cannot bát nhã, explain là it cái word chánh by biến word, tri but đó, I can không phải là cái vô duyên tri. Giống như tay cầm try cái to như ý, tay cầm cái như ý translate thì the không phải là meaning cái of tay word. không có cầm cái như ý, tức là It's chấp like là cái when sở, we mà have the chỗ hand. tri tịch cũng là sở tri. Cho nên á, cái sự tham thiền mình quét cái sở. And when Nhiều we người cứ thích use the ở cái chỗ hands tịch to lặng, grab something thích ở chỗ không wholesome, có vọng niệm, thích chỗ không and then we khởi lose the phiền não, function of khởi khổ đau. Thực sự the đó, cái chỗ không capability khởi cũng of là cái that feeling something else. sở biết của ý thức. So it's like this is
something in the hand is cái like objective. Tri tịch. So even if we know đi, the state of calm, peace of purity, cầm cái như ý rồi, như ý and if we attach to it, it's like cái our hands lose the function, the capability of doing something else. So the mind is the same way. We attach to the states tay cầm that cái we encounter, mất đi cái dụng của cái tay, and we lose the function bị kẹt vào cái chấp, cho dù đó là không có because gì, we already get stuck with the hay là chấp tịch lặng, chấp vắng lặng, chấp thanh tịnh objective. Nên phải quét cái thanh tịnh, quét cái trống, so that's why we try to sweep để khôi phục lại cái dụng của tay, muốn làm gì, all kind of states when it comes. Thì bắt đầu không trụ, lại trụ vào cái chỗ năng sweep them all. Sở mình quét rồi gì nhưng mà còn năng nhược so, dĩ tự tri tri à, tự tri cho mình có cái linh tri, cho mình có cái năng tri, diệt phi vô triên tri, cũng không phải là cái vô duyên tri, không có năng, không có sở gì, như thủ tự tác quyền phi thị bất quyền thủ, giống như tay làm nắm tay, tay tự làm nắm tay thì cũng mất đi cái dụng của tay. So an example like the hands, even though it doesn't grasp anything, sở cũng quét, anything, cũng but quét, when it put the palm together like example like emptiness, like the mind attached to emptiness, then it's also an attachment. So it loses the capability to be function. That's why thì, the practice cái bài kệ thứ is ba, to let go of everything, of all the states. Thủ don't bất chấp get như attached ý, to any states. Diệt bất tự tác quyền, phi thị bất quyền thủ, dĩ thủ an nhiên cố, bất động tư thố giác. Tức là tay không làm nắm tay, tay không tự tác quyền, không phải là không có tay. Tại vì chúng ta thì thường trên năng sở mới cho là có tri. Không có năng tri, không có sở tri cho là không có tri. Tại mình không có biết cái linh tri của tự tánh. Linh tri của tự tánh đâu có cái nào biết được nó. Nếu biết được nó, nó sở tri thì nó thành cái vô minh rồi. Thành cái tri của năng sở, tri của đối đãi. Tri của tự tánh này chưa từng sanh. Tri của tự tánh là xưa nay chưa từng diệt. The full capacity, the full capability. Luôn rõ ràng, luôn luôn đầy đủ. Đó là cái chánh biến tri. Cho nên nghĩ là không có it can sở do tri anything. Là so it không can, có năng tri là không it có has the capability là to không làm nắm tay, do anything. Tay không cầm cái như ý. So you don't lose tay the capability. Ý, tay không làm nắm tay, đó phải là không có tay. Cái tay nó vẫn an nhiên. Tay vẫn an nhiên tự tại. Nó muốn làm gì nó làm, lấy gì nó lấy. Nếu mà nói không có tay cầm cây như ý, không có tay làm nắm tay là không có tay, thì giống như là lông rùa sừng thỏ, chuyện vô lý. So, thì so trở lại lấy cái tay để dùng master cái tri. Tell us that bất dĩ tri tri. The hand is there. It's not like on knowing or knowledge. Vô tri. It's like not like tự tánh a piece of rock. Bất đồng ư, or like a, tự like tánh luôn luôn rõ ràng, không đồng giống như là gỗ đá. So, try to say it's always there. Tay it's không làm cái, không có lấy cái tri tập để làm cái sở tri, không có cho cái tri là cái năng tri, không phải là không có năng tri, sở tri là vô tri. Tại cái chỗ này thì người ta rất khó tin. Người ta nói so, giống như giữ cái nghi tình làm sao biết. This is nghi tình riết very làm sao sống, giữ cái nghi tình people, riết thì làm sao hoạt động sinh hoạt. Nghi tình là không có trụ mà, cho nên ở chỗ mà so, bạn cũng có trụ, having chỗ the doubt có trụ is not dwelling, not abiding to anything. Trong kinh đó, to detach, ở con sư tử vàng vàng đó, thì to break cái, away cái lông ở trên all đầu cũng là vàng bạc, attachments. Ở dưới đuôi nó, thậm chí ở dưới đít của nó cũng là vàng, nó không có khác. Con sư tử vàng thì chỗ nào cũng là vàng, mà tại cái tánh phân biệt, tại cái tính năng sở, cho nên nó mất cái dụng của tự tánh, mất cái so because of all tánh, ordinary mind having this
Based on false knowledge, the false mind, cái phương tiện thôi, then ta biết, ta có cái linh tri. We keep biết differentiate, có cái tánh, có cái chánh biến tri, không phải and là we lose cái năng sở. Cho we cannot go back to không this là true cái tánh, knowledge, là cái sở kiến. Which is the kiến tánh là tự tánh tự hiện, to, kiến tánh tất cả những cái năng sở tương đối. So the ordinary mind always muốn quét sạch cái đó, having cái subjective, chỉ có cái phản văn tự tánh, phản kiến tự tánh, phản giác tự tánh, phản kiến tự tánh, lìa cái sở và tiêu luôn cái năng. Nên trong kinh Lăng Nghiêm, nếu mà sở đã mất thì cái năng đặt tên cho ai? Sở mất thì năng tiêu. Năng sở quét sạch, lúc đó nó khôi phục được cái. So when we sweep tánh, both objective and subjective, thì cái tham thiện. Đó trên cái lời nói, đó là trên cái giải thích. Giống như là bệnh nhân, bác sĩ giải thích bệnh, giải thích thuốc, giải thích pháp, liệu pháp điều trị. Mình nghe xong mình tin lời bác sĩ, thấy nó hợp lý, thấy nó rõ ràng. Và thấy những triệu chứng của mình nó cũng ở trên đó. Cho nên mình bắt đầu chịu điều trị, uống thuốc. So he tried to give an example. Đơn giản nghĩa là uống ngày cho nó đúng cỡ, uống liều. Cái tham thiện chúng ta, mình sẽ cho nó miên mặt. We listen to doctors' advice, take medicine, get treatment. So if we take the medicine, treatment, it will cure our sickness. Thế mà nghe ai nói gì lọt lỗ tai cái là chạy theo đó là thuận cái bản ngã, thuận theo cái vô minh, thuận cái năng, cái sở, chứ không phải là thuận theo tự tánh. Nên lục tổ nói thuyết pháp lìa tự tánh á, là ma thuyết. Thuyết pháp không để tự tâm, chúng ta hành pháp giống vậy, nó là giống như là chúng ta hay nguyện hương á, cái câu mà nói là theo tự tánh làm lành, theo tự tánh thực ra để mà tu tập á, tại vì các hòa thượng nói mấy cái kiêng nó cao siêu quá, người ta không có hiểu, nên lấy cái đó giống như bài nguyện hương á. There's a verse about nguyện thừa diệu hương văn á, nguyện đem hương á, theo khói hương màu, ví dụ như vậy đó, thì cái mà theo tự tánh làm lành tức là luôn luôn trên tự tánh mà hành, chứ không phải theo cái ngã chấp mà làm, theo cái năng sở, theo cái phân biệt, theo cái năng sở, theo cái phân biệt, theo cái vô minh, ngã chấp, thì chỉ tạo cái quyền lực thôi, tạo cái go after without ordinary lục đạo luân hồi, tạo cái tam giới, and we keep creating all kinds. Nên cái tham thiện ta là nó rất là rõ ràng. Cứ để thổi đầu cái nghĩa. So practice is đó là cái mà Đức Phật Thích Ca thân truyền xuống cho sơ tổ Ma Ca Diếp Phật, chư tổ bằng những cái phương tiện quyền xảo, bằng những cái Sakyamuni Buddha pass on to thủ đoạn để mà giúp cho người hành giả, và cũng bằng những cái phương pháp đó đó mà duy trì cái chánh pháp của Như Lai, chánh pháp của Phật. So this is called đến ngày nay chúng ta đang thực hành, làm sao thực hành cho nó rốt ráo, so today, để có lệch lạc, để có sai lạc, nó quan ổn so we need to một đời practice gặp correctly. Chánh pháp. Bây giờ so we don't have trong đạo tràng vị nào có thắc mắc gì về công phu, muốn trao đổi, muốn chia sẻ cái công phu của mình với đại chúng, thì xin cứ đề ra. Or ask a question. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Would like to share experience. Now is the time. Mời Pháp Thiện. Pháp Thuận đấy hả? Mở cái volume lên Pháp Thuận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sakyamuni Buddha. Kính thưa thầy. Thưa quý ni và các đại chúng. Dear all monks and nuns and the rest of the assembly. Dạ. Mỗi ngày con được thầy khai thị every day. Chẳng những nhắc nhở listening to your advice, chúng to con your mà nhắc nhở cả đại chúng ở pháp môn tổ sư thiền luôn luôn tham thoại đầu, keep reminding me to practice, đi đến stay with the practice, khởi thoại đầu có ask a question, give rise to doubt, vô minh,
so that we can treat all our tasks with ignorance or ignorance, so that we can có bạn đồng tham, be more wise. Có nhắc đến là tri ân báo ân, là tức là luôn cầu mong tất cả các Dharma friends, tu sĩ cư sĩ đồng tâm nhiều mà, để đẩy cái thiền tâm pháp môn tổ sư thiền luôn trường tồn lớn mạnh và rộng khắp. Thầy có nói là được bao nhiêu thiền đường, bao nhiêu tu sĩ, thì theo con nghĩ thì với sự lèo lái của thầy, dù là con thuyền đang là gặp sóng lớn, nhưng thầy vẫn có cái tinh tự tâm để lèo lái con thuyền này đi đến một cái he tried to give an example like a boat or ship, a ship going on in the ocean. Tất cả so he's referring to this practice, which is very hard, very difficult to really tập khí để đè nén cái tập khí đó, they don't have cái tôi đó, or many monasteries that luôn thấy lỗi của mình, để cái trọng tâm được với thầy, để mà he knows that the master has the capabilities, the wisdom con chỉ có trao đổi, chia sẻ chút xíu, và con hỏi một câu là take us, thưa thầy, ngộ là to lead us có nên có đi tu nữa hay không, hay là đã ngộ rồi thì thôi không đi tu nữa. Dạ, xin thầy khai thị cho con hiểu ạ. Dạ, cảm ơn thầy. So what he tried to say, he believed in the master. Rất là tốt quá, nhưng mà cái tri ân báo ơn ở đây á, không phải là cái sở cầu, không phải là cái mong ước, mà là cái chân thật tu tập. Nếu không phải là đè nén cái vô minh đập quét, tức là lấy cái thoại đầu để mà đè vọng tưởng, so the master say, là quét vọng tưởng. Yeah. We don't have the seeking mind, but sweeping our ignorance or our affliction or attachment by having the intention, having the intention to sweep all this attachment. We just try to tell him to keep the practice, to have intention like that. Khởi được thời đầu, mình lại ôm cái vọng tưởng thì vọng tưởng nó cứ khởi hoài. Rồi nó lầm cho là phải đầu. So if you try to tell him, if you don't ask a question, then turn the doubt, then all the false thoughts will come in. Cho dù có một mình cũng tu, chứ không phải đông tôi mới tu, vui tôi mới tu, buồn chán hay một mình tôi tu. He also tried to remind everyone. So it doesn't matter where you at, or at any situation or condition. It doesn't matter if you're alone or with the assembly or with a lot of people. Just need to keep the practice. So don't try to practice when you, only there are a lot of people practice and then you do it. And then when you don't have anybody to practice, then stop the practice. Attitude should practice. It doesn't matter if it does. So you try to give an example like a herd, the host or the horses. Mình mới thích ấy. So nếu mà có cái đó là hành vi ngã chấp, hay là thấy ít quá mình buồn á, nó cũng là cái ngã chấp. Đối với tổ sư không có quan trọng, tất cả đều là nhân duyên, và duy trì cái màn mạch của Phật pháp chẳng qua chính cái sự công phu, chính sự tu tập, chân thật tu tập.
thì nó sẽ có ảnh hưởng thôi. Mà cái tu tập chân thật của mình là phải miên mật trên công phu để thổi đầu khởi nghi tình. So our true practice is that. Để thổi đầu khởi nghi tình và củng cố niềm tin, tin tưởng tâm và and to strengthen the không ngừng the belief or motivation để duy trì cái công phu by, không phải là gì. Tại vì cái tâm của by mình á, maintaining bỏ the cái tham học ra một cái là practice. Tham thế gian liền. And nó tham đủ if thứ you consistently như là doing âm that, thanh sắc tướng của thế gian ấy, danh vọng địa vị quyền lợi tất cả đã biết đó là mộng là quyển là vọng and you will như have, xương you will như be điện chớp successful. Ấy, nhưng mà mình không bao giờ otherwise nếu không có chịu công phu all kind of cho nên cái mà tham học cái mà in. Nghe thì ra phải nghe để mình biết rộng hiểu nhiều. Nếu mà cứ tham về biết rộng hiểu nhiều quá thì cũng bằng như thế gian thôi. Này là nghe so when you listen to the Dharma, nghe xong rồi quên đi cũng được. Ngày you, mai nghe lại đây cũng giống như mới rồi vậy đó. You try to listen to the Dharma talk, when you understand, đúng cái nghĩa thực sự ra những cái lời nói nó đi you're nó strengthening lại lập the tới lập practice, lui not cái to đâu có gain, nói một cái gì mà not to gain the mới nó khác knowledge, đâu. understanding. Y chang mà từ Phật cũng nói như vậy, thì tổ cũng nói như vậy, thiện tri thức cũng nói như vậy, vậy chúng ta cũng nói như vậy. Mà tại chúng ta chưa làm được cho nên chúng ta thấy nó mới hoài. So, understanding the chưa làm được, cảm thấy nó mới hoài. Và nếu mà Dharma cứ is giống to như là đó là cái công phu, đó cũng là cái niềm thấm thiết sinh tử. Tại mình còn muốn luôn tham học, mình còn muốn luôn để mà trở về if cái you tự just tánh của mình, xa lìa cái vô minh. Try to go after the understanding, the knowledge without tập, the practice. Đó là chánh phải sự tham học luôn that's luôn. That's a self. Thì cảm nhận được cái tư tưởng này, cái ý này, điều đó rất là quý cái pháp. Gần đây á, siêng năng tu tập và mình thấy mình quý. Mà cái so thấy if quý you đó constantly, và cái mong ước đó nó cũng lọt vào practicing, cái tương đối của vô minh ngã chấp. Then it will, một khi mà mình hết thế it thì will more, cái tâm này nó mất luôn. More, hết quý rồi đấy. Cái nhận xét này, cái nhìn nhận này nó cũng mất luôn. Cho nên là make sao you mà believe in the practice có cũng là công deeply, phu mà không có công phu cũng phải công phu. You lúc nào cũng phải có sự chân thật công appreciate phu. Thì lúc đó mới đến chỗ cái chân thật của ly tánh mình. Nên á, cứ công phu. Còn nói về á, cái ngộ rồi tu á, đâu có cái tu là nghĩ tu đâu. Nó luôn luôn công phu. Thấy không? Thấy Đức Phật không? Đã luôn luôn hoằng pháp và luôn luôn thiền định mà. Thiền định là trong định, sống trong đại định mà, cái đại định của tự tánh mà. Còn cái thân là sinh hoạt tới cái thân của tứ đại thôi. Là cái hóa thân, báo thân, cái ứng thân thôi. Đó mà ngày cũng là ngồi thiền tối á. Đức Phật phải nói công việc bận kinh khủng luôn á. Ban khuya, sáng sớm khuya đó, canh ba đã giảng cho chư thiên rồi. Như Phật nghĩ, ra ngồi thiền định nó giữ dưỡng thần nó chỉ có 2 tiếng, 2 đến 3 tiếng là hết rồi á. Ban khuya và giảng chư thiên, ban sáng giảng cho tỳ kheo, dạy cho tỳ kheo. Ban so, trưa đi khất thực thực, when he appeared in the world, vua, just quang, tối giảng cho body. thiên, So, như là giống như thiên long bát he bộ, always, long vương rồi đó. Giảng cho thần, given Dharma giảng cho talk to địa ngục ngạ quỷ all súc kind sinh, of beings, chứng like minh in giải the thích để morning, mà giúp cho họ thoát khổ, phá chấp, tu tập, give Dharma đến talk giải to thoát. heavenly Phật không có lúc nào cái thời gian and làm even mà if phải nói kinh khủng hơn hơn mình. to other beings, so Chúng ta làm 8 tiếng throughout một the ngày, days, Phật he làm always gần 20 tiếng. Teaching. Đâu phải là dễ đâu. Rồi không phải vậy, còn lên đến cung trời Đau Lợi á, giảng kinh trên đó nữa. Xuống như Long Vương á, giảng kinh trong đó to nữa. All kinds of. Đi vào trong các cõi trời để giảng kinh nữa. So, chứ là phải giống như mình giảng là giảng để cho họ tin tự tâm, giảng là phơi bày cái bát nhã trí để cho họ có thể teaching from the Buddha thể nhập vào. To make to help không to có believe ngưng in nghỉ their own mind. trở về tự tánh á, So that they can return, mình phải luôn luôn giống như ngày Lai Quả cũng có nói nè, nếu mình cho là mình thấy, cho là mình hiểu, cho mình biết, cho là mình chứng, là mình đắc á, đều là lọt vào cái ngã chấp. So if hay you là encounter mang state cái tâm and sở đắc you sở cầu á,
you think that you attain Ngài La Quả nói, nếu mình mang cái tâm niệm đó, Diêm La Vương sẽ thấy trước, bắt mình đi bất cứ lúc nào cũng được. Ngài La Quả nói trong thiền đường á, so like one master, he stated, if you can maintain the doubt, không có then the chính nghi tịnh nguyên mật đó là Diêm La Vương không thấy tướng để cannot see you. Không thấy tướng để bắt rồi, chưa nói là ngộ nhé, ngộ rồi thì thôi, sanh tử tự tại rồi. But when you get enlightened, mà bắt được đâu còn vô thường hay thường. You are free at birth and death. Muốn sanh lúc nào sanh, muốn tử lúc nào tử, muốn giáo hóa đâu giáo hóa. No, ứng hiện tùy cơ. Thì đó là cái dụng của tự tánh. Mà dụng của tự tánh chỉ có người kiến tánh mới dùng ra được. Những người thức tỉnh mới biết cái việc á của người thức tỉnh được và rõ so cái việc chiêm bao hay chuyện chiêm bao được. Còn chúng ta trong chiêm bao không bao giờ rõ biết. So like in the dream, nên nhớ luôn nhớ là như vậy. Tất cả cái phương tiện nói lời giảng của Đức Phật giảng dạy chỉ là cái phương tiện tạm thời. Cho Đức Phật nói 49 năm chưa từng nói một chữ để cho mình đừng có bị dính vào trên chữ. Nhưng như nói mặt trời á, người mù có diễn tả cách mấy nói suốt kiếp mãn kiếp nó cũng không, họ không biết được mặt trời với sáng tối là gì cũng phân biệt được không. Tại họ tối mãn kiếp mà làm sao mà biết sáng là gì mà họ nói là tối. Nếu như là con cá ở dưới nước bây giờ nó biết được cái thành phố ở trên đất được đâu mà làm sao mà nó nói, đâu có tin đâu. Thì đó cũng là cái kinh Đức Phật ví dụ á, nói con rùa với con cá, nó con rùa nó bơi lên dưới nước được mà lên trên bờ được. Đó là so ở trên kia có phố thì Buddha, đèn đuốc cây cối nhà cửa núi rồi đẹp dữ lắm, con cá turtle, tin. Nói trên đó có nước không? Nó không so, có nước. The fish in the water. The fish doesn't know what the land is. Because the fish never go out on the water. But the turtle already. The turtle can be in, on land and be in the water. But the turtle. Nếu vậy con rùa nó cũng bó tay thôi á. Nó muốn cho con cá out lên, of the water con cá and come back nó để nó thở, to tell, try to tell them that they just stayed over there. Cho nên, this example is like the enlightenment là lấy cái out of tri kiến sai lầm để mà mình phán đoán cái này cái nọ. Cứ phải tu tập, liên tục, luôn tập. Đừng nghĩ tu ngộ rồi biết làm cái gì. Lúc đó tự biết làm Phật rồi ở đâu, nó sẽ tự rõ. Chơi giờ làm Phật rồi không lẽ lên ngồi đóng ở chỗ đó chán quá buồn quá không có việc gì làm hết. They try to tell us, you know, phải như vậy đâu. Get enlightened, then you know. Tại mình lấy cái what to do. Trí thế gian, cái óc của thế gian, cái phân biệt của thế gian để phân biệt cái Phật pháp á, thì không có đúng rồi. Cái tự tánh. Cho nên cứ công phu nha. Khi mà thức tỉnh mình sẽ rõ biết hết tất cả vấn đề đó. Giờ có nói just mấy gì nữa practice. Không có rõ biết được. Now, it doesn't matter how much là mù, không biết được cái mặt trời. Và có giải thích cách mấy nữa để explanation tin rằng là cái mắt sáng nó khác với mắt mù. Thì tin rồi họ phải trị mắt mù, trị bệnh mù thì lúc đó họ sẽ thấy rõ mặt trời. Khỏi cần giải thích nhiều, khỏi biết trời đó. We rồi là họ biết so we don't really thì khi mà ngộ rồi đó thì nó tự tánh rồi là tự biết rồi, đâu cần giải thích nhiều. Rồi bây giờ hết giờ. Kính chào quý thầy, quý sư cô, quý bà đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn thầy. Thank you, Dhamma Master.